Xin chào các bác nhé. Lại là em, người bán đèn sân khấu rẻ nhất Việt Nam. Hôm nay lại có hơn chục đôi beam 230 mới 100%. Bán thanh lý thu hồi vốn cho các bác nhé. Rất đẹp. Đấy, như cái lô này 1-2 tháng trước em đã bán hơn 100 cặp ra thị trường rồi. Anh em nào đã nhận, đã dùng rồi biết rồi đấy. Rất là sáng anh em nhé. Rất là sáng. Các bác nào mà hay quan tâm đến những cái mặt hàng này và hay tham khảo giá thị trường thì các bác đều biết là giá thị trường những cái dòng beam 230 mới này nó sẽ dao động từ 5 triệu cho đến 5 triệu 500 nghìn đồng một chiếc. Nó tương đương với lại 10 cho đến 11 triệu một đôi độc đèn không nhé, chứ không thùng. Thì hôm nay em sẽ bán thanh lý xả hàng cho các bác chơi với cái giá là 8 triệu 500 nghìn đồng một đôi, 8 triệu 500 nghìn đồng một đôi. Và em tặng luôn thùng đôi cho các bác nhé. Tặng luôn một cái thùng đôi. Tặng luôn cho một cái thùng đôi cho các bác này. Toàn bộ nó là mới 100%. Nhưng mà những cái lộ, những cái cuối cùng này, những cái cuối cùng này thì thùng nó có một chút, cái thì nó xước xẹo một tí, cái thì nó bị bể một tí. Em sẽ thanh lý coi như bán đèn tặng thùng cho các bác luôn. Đây ví dụ như cái này, đấy, nhìn bên ngoài thì quá đẹp luôn, không xước xẹo tí nào luôn. Đấy, nhưng mà bên trong cái lúc quá trình vận chuyển về nó ném về thì cái chỗ này nó bị bung bung rồi các bạn này. Đấy các bác về các bác có thể đóng đinh lại, các bác về có thể đóng đinh lại. Đấy ngăn này là cái ngăn đựng dây điện, dây tín hiệu với củ móc của nó. Đấy các về các bác có thể đóng lại nhé. Đây, quần đây vẫn để đèn vào bình thường. Còn như cái này bên trong nó ngon thì cái này nó bị cái gì đục vào thủng một lỗ này. Đấy thì coi như là em những cái tất cả những cái cặp còn lại đây thì thùng nó đều có vấn đề một tí, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì, nó không phải là vấn đề quá lớn các bác nhé. Nó rất nhỏ, như ví dụ như hai cái vừa rồi em quay thôi. Ở đấy và đèn thì rất sáng đẹp, và đèn này nó là mới, tuy nhiên em bán giá thanh lý cho các bác nhưng em vẫn bảo hành cho các bác 1 năm, và linh kiện em vẫn cung cấp trọn đời sản phẩm các bác nhé. Tại vì cái thùng nó bị sứt mẻ như vậy nên em bán rẻ đi một chút. Rất sáng đây các bác này. Đây là nội thất bên trong nó các bác nhé. Nội thất bên trong đèn này. Đấy, sử dụng bóng xịn của Folix các bác ạ. Sử dụng bóng xịn của Folix 230W, rất là sáng. Đấy, những cái dòng beam 260 biết bãi là còn tối hơn cái dòng này nhiều các bác nhé. Đấy, em đã có video em so sánh rồi. Đấy, và nó có luôn cả cái gobo đa sắc đây các bác này. Có cả gobo đa sắc đây, giờ em sẽ vào em test cái bông của nó cho bác xem. Két bông rồi cho các bác xem qua nhá. Các bác nhìn bông này, đẹp chưa? 8 họa tiết mới. 2 3. Hôm nay em sẽ quay rất kỹ cho các bác xem nhé. 4. Các bác nhìn ban ngày này, có khói vào tia ra kia này. Đấy thì buổi tối các bác đã biết rồi. 5 6 7 8 bông mới các bác này. Có 8 bông mới nhé. Đấy, 8 cái bông nhuộm luôn. Đấy, màu sắc này. Nói chung là quá nét rồi. Tội gì các bác phải chơi hàng bãi làm gì. Tội gì phải chơi hàng bãi làm gì các bác nhé. Hàng bãi thì giá của nó nếu mà để cả thùng nó cũng phải tầm 7 triệu một đôi nếu mà hàng đẹp. Còn linh kiện của hàng bãi thì sau này nếu mà hỏng khiển với hỏng màn hình thì các bác không tìm đâu được đâu. Coi như là bỏ nếu như mà bị hỏng khiển với lại hỏng màn hình nhá. Còn nguồn với kích với bóng thì lúc nào em cũng có thể sẵn hàng để cung cấp cho các bác được. Bông quá đẹp luôn rồi. 8 triệu 500 nghìn đồng một đôi. Giá này là giá em không bao ship nhá. Đấy, cước đi các tỉnh nó dao động từ 300 nghìn cho đến 550 nghìn một đôi này. Đấy, các bác thấy ok không? Và đây em thử cái test cái đa sắc của nó cho các bác xem nhá. Đấy, đa sắc này.
Đấy, có đa sắc đẹp luôn. 8.500.000 đồng. 8.500.000 đồng một đôi. Và em chỉ còn hơn 10 đôi nữa thôi nhé các bác nhé. Hơn 10 đôi nữa thôi. Các bác có đi tìm cả Việt Nam, Trung Quốc cũng không có cái giá như của em bán cho các bác đâu các bác nhé. Rồi bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em số điện thoại 0967851866. Các bác mua hàng thì vui lòng cọc giúp em 1 triệu nhé. Cọc giúp em 1 triệu để em ship hàng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.